Vâng, em xin kính chào tất cả các bác. Chào mừng các bác đến với kênh ô tô cũ Duy Khánh Hải Phòng. Bên em là đơn vị chuyên kinh doanh, mua và bán tất cả các loại xe ô tô cũ từ 2 đến 8 chỗ ngồi. Có địa chỉ tại 28A Quỳnh Hoàng, Lam Sơn, An Dương, thành phố Hải Phòng. Bác nào mà mới xem video của em lần đầu thì nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ kênh hoặc bấm vào nút chuông phía bên tay phải màn hình để được cập nhật những mẫu xe mới nhất về cửa hàng mà em đưa lên. Vâng, trong buổi sáng ngày hôm nay, cửa hàng em lại cập bến một chiếc Kia Morning, có năm sản xuất 2013, máy 1.25, số sàn, máy xăng. Bản MT, mang biển kiểm soát 17A 20628, sơn xi màu ghi, màu xanh đậm, với mức giá là 179 triệu đồng. Bên em có bao rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho các bác nhé. Một chiếc xe có hạn đăng kiểm đến tháng 5 năm 2022. Sơn xi căng mọng nhé, máy móc thì rất là khỏe, chạy mượt mà êm ái các bác nhé. Bác làm một đúng chất mẫu xe này thì nhấc máy liên hệ trực tiếp với em Khánh theo số điện thoại 0917165240 hoặc kết bạn Zalo với em để biết thêm chi tiết về chiếc xe. Hai cụm đèn pha, đèn gầm này cực kỳ là sáng bóng nhé. Rất là ok. Trang bị 4 bánh xăng đúc, phanh đĩa ABS chống trơn trượt, chống bó cứng các bác nhé. 4 quả lốp thì còn rất là mới này, 4 quả lốp khoảng 80-90% các bác nhé. Phần la răng này, lốp lắp, phần cua lốp thì rất ok nhé. Tay lắm cửa được ốp inox mạ chrome các bác nhé. Chân kính đè mưa đầy đủ các bác. Vô lăng thì hai chấu, phần táp lô rất là sạch sẽ này. Trang bị màn hình Android này. Trần nỉ thì đã lên 3D để chống nóng các bác nhé. Chiếc xe này là cũng có qua một chút dịch vụ nhưng mà về cơ bản thì xe vẫn còn rất là tươm tất các bác nhé. Ghế da thì màu kem này, kem bơ này, rất là sáng. Đây là bảng tổng phần gương kính chỉnh điện này. Đó, phần táp ly rất là sạch sẽ nhé. Phần ốc bàn này này các bạn. Keo chỉ thì rất là ok các bác nhé. Đây là tem mác nhà sản xuất này. Phần ốc bàn này các bác này. Phần cột keo đính bấm này. Cột keo đính bấm răng rượt này, nguyên zin theo nhà máy sản xuất các bác nhé. Bên em cam kết với các bác là xe về cửa hàng không đâm xô, không ngầm nước. Còn nói trong quá trình di chuyển thì cái chuyện va quẹt rất là sức bình thường các bác nhé. Phần ghế phía sau này các bác này. Phần ốc bàn này này. Kéo chỉ ở cánh sau bên lái. Rất là ok các bác nhé. Táp ly sạch sẽ nhé. Kéo đinh bấm răng rượt này. Đó, nguyên zin.
với mức giá là 179 triệu đồng. Đấy, bác sở hữu một chiếc xe có năm sản xuất là 2013, máy 1.25, tiết kiệm nhiên liệu, đi lại dễ dàng. Với mức giá đó thì bên em có bao rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho các bác nhé. Đó, đây là phần phía sau chiếc xe này, đèn, hai cụm đèn phanh, đèn hậu rất là đều nhau nhé, rất là ok các bác nhé. Logo Kia, Kia có nghĩa là tiến lên phía trước, ở tiếng Hàn Quốc. Đó là buổi sáng bình minh, morning. Trang bị cam lùi, màn hình Android. Đó. Bản hatchback một đầu này thì cốp nó nhỏ gọn xinh xinh, cũng vừa đủ nhu cầu sử dụng các bác nhé. Đó là phần đấy này, phần lốp xe cua này các bác nhé, mọi thiết bị rất đầy đủ các bác nhé. Phần máng nước cột theo ốc bàn này nhé, phần keo chỉ lắp cái cốp này. Vâng, sau đây em sẽ tiến về phần gầm cho các bác xem này. Đó, gầm bể cũng rất là ok các bác nhé. Cảm biến này, cam lùi này các bác. Vâng, em sẽ cố gắng là quay một cách chân thực nhất, chi tiết nhất những cái phần cơ bản của chiếc xe. Các bác mà có xem xong video mà xuống xem xe thì nó cũng xe như nào, quay như vậy, tránh cái việc là mất thời gian của các bác. Đó, phần là tắp ly cánh nha, sau bên phụ này, phần ốc bàn này nhé, 179 triệu đồng, bên em có bao rút hồ sơ, nó hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho các bác. Đó, cột kéo đi bấm răng rượt này. Chiếc xe còn rất là tươm tất, các bạn. Sản xuất là 2013 thì các bác này, chân kính đè mưa đầy đủ, đăng kiểm còn rất là dài, 13 năm thì mới xuống 6 tháng các bác nhé. Đó, phần tắp ly cánh trước bên đấy ạ, bên phụ. Cột kéo đinh bấm răng rực nguyên zin nhé, trong nhà máy sản xuất này. Chưa động đến cơ lê một lít. Bác nào mà đúng chất mẫu xe này thì nhấc máy liên hệ trực tiếp với em Khánh theo số điện thoại 0917165 và kết bạn Zalo với em để biết thêm chi tiết cái chiếc xe mình cần mua, cũng như là phần mà các bác cần xem để chiếc xe. Là giang đúc, phanh đĩa chống bó cứng, chống trơn trượt, lốp lắp rất là ok. Đèn ạ. Vâng, sau đây em sẽ tiến về phần nội thất cho các bác xem này. Đó, đã bật máy rồi nhá. Máy nổ rất là êm các bạn. Thậm chí em quay video là thậm chí là còn không nghe được. Đó, màn hình Android này. Em sẽ test qua các chức năng cơ bản của một chiếc xe nhé. Đó, phần xi nhan này, phun nước cả vườn. Gương chỉnh điện, kính chỉnh điện.
chức năng hoạt động rất là ok các bác. Bác nào mà nhiệt tình xem xe thì đó, điều hòa thì rất run này các bác này, màn hình Android rất là to này. Nên em sẽ co bớt cho các bác nhé. Phần phanh tay này. $179 triệu các bác về mua về sử dụng gia đình này, rất là hợp lý, đi lại tránh mưa tránh nắng, sắp Tết rồi các bạn, trời rất là rét. Phần đèn cảnh báo này đó, chắn nắng, đèn trần, gương chiếu hậu. Sau đây em sẽ tiến về phần khoang máy nhé, để cho bác xem nhé. Vâng, đây là phần tổng quan tổng thể của khoang máy của chiếc Kia Morning có năm sản xuất là 2013 MT, máy xăng số sàn, động cơ 1.25. Máy móc thì em đang để điều hòa nhé, em móc nổ rất là ok đó. Rất là tròn tiếng và rất là có lực đó nhé. Chiếc xe nhỏ gọn xinh xinh, đi lại dễ dàng, tiết kiệm nhiên liệu. Vâng, vừa rồi em đã lên sóng review giới thiệu tới toàn thể các bác một mẫu xe Kia Morning bản MT, có năm sản xuất là 2013, máy xăng số sàn, động cơ 1.25, với mức giá là 179 triệu đồng. Bên em bao rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho các bác. Bác nào mà quan tâm hoặc đúng chất mẫu xe này thì nhấc máy liên hệ trực tiếp với em Khánh theo số điện thoại 0917165240 hoặc kết bạn Zalo với em để biết thêm chi tiết về chiếc xe này. Bác làm mới xem video của em lần đầu nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ kênh cũng như là bấm vào nút chuông phía bên tay phải màn hình để được cập nhật những mẫu xe mới nhất về cửa hàng mà em đưa lên. Vâng, em xin chân thành cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.